Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đinh La Thăng hầu tòa, báo chí réo tiếp Nguyễn Văn Thể. Ông Đinh La Thăng, người được cho rằng có tội chồng chất, vậy nên suốt 3 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng cứ lôi ông này ra xét xử, xử đi, xử lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không hết tội. Có một điều là dù lôi ông Thăng ra xử nhiều lần như vậy, cuối cùng tội của Nguyễn Tấn Dũng vẫn không thể khui được. Vì ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đang là thủ tướng, mặc dù trên nữa là ông Nguyễn Phú Trọng là người chịu trách nhiệm cuối cùng cũng vậy. Một thất bại ê chề mà có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng khó mà đốt trôi trước khi về hưu. Vào ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại lôi ông Đinh La Thăng ra xét xử tiếp. Lần này, ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được di lý từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử về sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương. Ông Đinh La Thăng, 60 tuổi, đang thụ án 30 năm tù, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Chí Thành, quyền Vụ trưởng Tài chính Bộ Giao thông Vận tải và 4 người khác đã bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức án 10-20 năm tù. Và liên quan đến vụ án Đinh Ngọc Hệ, 49 tuổi, tức là Út Chọc, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng và 12 người khác bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Út Chọc này là một con buôn có máu mặt, toàn là chơi với cán bộ cấp cao. Mới đây, Út Chọc cũng bị dính vào vụ án đất đai của cựu đô đốc, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. Từ Bộ Giao thông Vận tải đến Bộ Quốc phòng, ông này đều dính cả. Có thể nói quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhóm doanh nghiệp sân sau có những mối quan hệ phức tạp khó mà moi ra hết được. Nếu ông Trọng moi không khéo thì có thể moi đối thủ lại thì lòi ra phe chính của mình cũng ở trong nhóm này. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng lại ra trước vành móng ngựa. Và ai sẽ xét xử Đinh La Thăng đây? Câu hỏi được đặt ra. Chủ tọa phiên tòa là Phó tòa hình sự Huỳnh Văn Trực. Ngoài hội đồng xét xử 5 người còn có thẩm phán dự khuyết Nguyễn Văn Hậu. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Nguyễn Mạnh Thường, Lê Hữu Ngọc, Tô Hữu Thông, Ngô Phạm Việt và Trần Thị Liên. Trong đó có 2 công tố viên dự khuyết. Để phục vụ việc xét xử, tòa cũng triệu tập 24 công ty cá nhân với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bộ Giao thông Vận tải được xác định là bị hại trong vụ án lần này. Lần này, lực lượng bị cáo và nhân chứng ra tòa khá đông. Vì vậy, lực lượng luật sư bảo chữa cũng đông không kém. Có hơn 40 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi của người liên quan. Riêng ông Thăng đã có 6 luật sư. Cáo trạng cũng xác định dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách khoảng 9.800 tỷ đồng. Việc bán quyền thu phí là bán tài sản nhà nước. Ông Thăng là người đứng đầu của Bộ Giao thông Vận tải, được giao quản lý tài sản, đã ký văn bản số 7331. Đề nghị tìm đối tác để bán quyền thu phí tại dự án này. Thời kỳ khi ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải của ông Đinh La Thăng là một ổ gồm rất nhiều những cá nhân bị tai tiếng trong vấn đề tham nhũng. Chẳng lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng không có chút quyền lợi nào trong những thương vụ khủng như vậy hay sao? Tất nhiên, cho đến nay vẫn không có bằng chứng nào để có thể buộc tội được ông ta. Và chừng nào chưa có bằng chứng thì ông ta vẫn là người vô tội. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bị xử, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn ung dung tại ngoại. Vụ án tiêu cực lần này xảy ra đã lâu, nhưng đến bây giờ mới xử là một yếu tố cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra đã bất lực, nên họ mới yêu cầu ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải này lâu đến như vậy để đưa ra tòa. Sắp nghỉ hưu rồi, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đành đem ra xét xử vụ án này, chứ thực chất thì kết quả điều tra không làm thỏa mãn được ông ta chút nào. Cụ thể, sai phạm như thế nào đây? Đó là vào tháng 2 năm 2012, ông Thăng chỉ đạo Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển, quản lý dự án hạ tầng thuộc giao thông Cửu Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải, để công ty của Đinh Ngọc Hệ kinh doanh rất thua lỗ, không có năng lực tài chính mua được quyền thu phí. Hành vi này của ông Thăng được cho là phớt lờ các quy định về quản lý tài sản nhà nước và quyền giao quyền thu phí. Tức là ông Thăng nhận thức rất rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị lớn, cần tìm đối tác có năng lực tài chính để tối ưu hóa vào việc bán quyền thu phí, nhưng vẫn giúp công ty đang thu lỗ của Út Chọc. Quá trình tổ chức đấu giá, ông Thăng đã ký quyết định
thành lập hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và tổ chức thường trực để giúp việc, giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm chủ tịch. Toàn bộ hoạt động xây dựng, hoàn thiện đề án và kết quả bán đấu giá được ông Trường báo cáo cho Bộ trưởng. Thông qua các tài liệu này, ông Thăng biết việc bán đấu giá không thực hiện đúng quy định của pháp luật để công ty Yên Khánh trúng thầu theo ý định ban đầu của mình. Theo cơ quan điều tra, ông Thăng đã biết công ty Yên Khánh không thanh toán tiền trúng thầu đấu giá như cam kết, vi phạm quy chế bán đấu giá, hợp đồng phải bị chấm dứt trước hạn và trả lại quyền thu phí cho nhà nước. Tuy nhiên, khi được ông Dương Minh Tuấn báo cáo, ông Thăng đã không chỉ đạo chấm dứt trước hợp đồng mà còn yêu cầu để doanh nghiệp trả từ từ. Ngoài ra, ông Thăng còn có bút phê đề xuất để công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung lại nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm và đề nghị cho công ty này cấn trừ vào tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí, dẫn đến việc doanh nghiệp tiếp tục không thanh toán đúng quy định. Nhờ sự giúp đỡ của ông Thăng, Nguyễn Hồng Trường và nhiều người khác, Út Chọc đã chiếm đoạt hưởng lợi tổng cộng 725 tỷ đồng của nhà nước. Đây là hình ảnh Út Chọc kẻ dính đến nhiều dự án vốn ngân sách từ chính phủ. Đặt câu hỏi là ai đã ra lệnh bảo kê cho Đinh La Thăng và nhóm sân sau tự động bán tài sản nhà nước như vậy? Chẳng lẽ khi đó ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bù nhìn hay sao mà không phát hiện ra trò gian lận như vậy? Hoặc cũng có thể quá nhiều việc. Cũng là câu trả lời, ông Nguyễn Tấn Dũng không hề bù nhìn. Ông ta thường nhúng tay vào hầu hết các dự án vốn ngân sách mà chính phủ làm chủ đầu tư. Chính vì vậy, khi ông ta không còn làm thủ tướng, đã để lại cho đất nước một đống nợ và các dự án tan hoang và hoang phí. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng tới giờ vẫn không làm gì được ông ta. Giải thích về giấy luật sư về vụ án, ông Nguyễn Tấn Dũng liên quan như thế nào? Trả lời Việt Nam Express, luật sư Hoàng Văn Doãn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bảo vệ ông Thăng cho biết, sức khỏe thân chủ ổn định trước phiên tòa, đối với nội dung cáo trạng quy kết phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ các sai phạm, ông Thăng cho là vô lý, không thuyết phục. Bởi sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý giao cho Bộ Giao thông Vận tải thực hiện quyền bán thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, ông Thăng đã ký quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá và tổ thường trực giúp việc, giao cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm chủ tịch hội đồng này. Sau đó, ông Trường giao cho công ty Cửu Long ký hợp đồng mua bán quyền thu phí với công ty Yên Khánh. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, khi thực hiện hợp đồng, Thứ trưởng, nay là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Văn Thể mới xin ý kiến của ông Thăng. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, ông Thăng có bút phê là đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng hai bên đã ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước, Tổng công ty Cửu Long. Cho nên, hành vi cáo buộc ông Thăng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí là không khách quan, không có căn cứ. Được biết, vào năm 2018, ông Thăng cũng bị phạt 30 năm tù trong hai vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Hồi đầu năm, ông tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Enthano Phú Thọ gây thiệt hại 600 tỷ đồng. Đây là hình ảnh dù được cho rằng sai phạm động trời nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn cười ngạo nghễ với lý do người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, vì Đảng lãnh đạo. Như vậy thì đã rõ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý thì để Đinh La Thăng mới thực hiện được. Trong hai người, một kẻ chủ trương và một kẻ thi hành thì kẻ chủ trương tội phải nặng hơn. Ông Nguyễn Tấn Dũng thì chủ trương, Đinh La Thăng để thi hành, nhưng người gánh tội chỉ có Đinh La Thăng, còn Nguyễn Tấn Dũng thì cũng vô can. Nguyễn Văn Thể cũng liên quan đến dự án này như thế nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Tại dự án này, nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan, nhưng đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, thời gian đó làm Thứ trưởng, có xin ý kiến và thực hiện hợp đồng theo chỉ đạo bút phê từ ông Thăng. Không biết ông Thể được ai đỡ đầu mà vẫn ngồi vào chiếc ghế của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bất chấp rất nhiều sai phạm này. Theo báo Việt Nam Times, thì ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng có phần trách nhiệm khi thực hiện chỉ đạo theo bút phê của ông Đinh La Thăng, chứ không thể vô can được. Cụ thể, dù ông Đinh La Thăng có ký quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá và tổ thường trực giúp việc giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm chủ tịch hội đồng. Nhưng sau đó, ông Trường giao công ty Cửu Long ký hợp đồng mua bán quyền thu phí với công ty Yên Khánh. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, khi thực hiện hợp đồng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể, nay là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, mới xin ý kiến của ông Đinh La Thăng. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, ông Thăng có bút phê đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng hai bên đã ký
và đúng quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Thời điểm đó, với cương vị cấp dưới, ông Thể buộc phải thực hiện hợp đồng theo nhiệm vụ cấp trên. Tuy nhiên cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước, Tổng Công ty Cửu Long. Cấp trên của ông Đinh La Thăng chủ trương thì không sao, ông Đinh La Thăng thực hiện và trong đó có Nguyễn Văn Thể trợ giúp như vậy, mà mình ông Đinh La Thăng bị truy tố, còn Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Thể thì bình an vô sự. Với ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Phú Trọng dường như không thể đánh nổi vì không thể đưa ra bất kỳ lý do nào. Nhưng với ông Thể, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại để yên như vậy? Vậy nên ai còn tin vào sự công minh của ông Nguyễn Phú Trọng thì nên xem lại. Ông ta chỉ lựa người mà đánh, chứ không phải ai sai phạm ông ta cũng đánh. Đó là bản chất của cái gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm của ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đinh La Thăng hầu tòa, báo chí réo tiếp Nguyễn Văn Thể. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.